Xin chào tất cả mọi người. Vâng, thế là sau một tuần là chúng ta có thể gặp lại nhau đấy ạ. Ở đâu mới sau 5 ngày ạ, từ thứ sáu đến hôm thứ tư mà em cảm giác như cả một tuần ạ, cảm giác rất là lâu, nhưng mà từ thứ tư sang thứ sáu thì lại rất là nhanh đấy. Nhưng mà chính vì thế thì thành ra cái buổi hôm thứ tư chúng ta học ấy, theo thường thường ấy, theo giáo án hôm thứ tư chúng ta sẽ học nhẹ hơn một chút, và hôm thứ sáu ấy để chúng ta sẽ học nhiều kiến thức hơn để cho mọi người có thời gian để mọi người luyện tập từ thứ sáu đến tận thứ tư đó. Thì hôm nay là thứ tư thì chắc chắn là mọi người đang có rất là nhiều thời gian để mọi người luyện tập bài Brazil rồi, đúng không ạ? Em đang đặt ra câu hỏi là không biết mọi người đã đánh tốt được bài Brazil chưa, khi mà chúng ta thời gian có đến tận đây đang chế chị Hằng Yến đây rồi, cô nàng thủy tinh đây rồi, nhưng mà like của chúng ta đang bị đơ, em xem nào bị đơ không? Đây rồi, ok. Thế là chúng ta đang có luôn 3 học viên, 6 học viên luôn rồi, chỉ trong vòng một tích tắc thôi là lên 6 học viên rồi đấy. Những học viên nào mà đang vào xem đấy thì mọi người hãy comment vào để em biết là ai lại, để em chào hỏi một chút ạ. Ở đây thì em đang thấy cô nàng thủy tinh này, chị Hoàng Yến này, anh Nguyễn Đông Thức này, vâng, rất là những người quen thuộc thôi ạ. Chắc chắn mọi người đang ngồi đợi đúng đến 12:15 là mọi người bắt đầu vào xem live, đúng không? Cho nên em vừa hôm nay thì có mỗi 10 giây thôi là mọi người vào xem luôn đấy, rất là tuyên dương cái tinh thần của mọi người ạ. Thế thì chúng ta hôm nay 7 người xem rồi thì chúng ta chắc là vào bài đơn thôi ạ. Bình thường thì live stream tầm khoảng 5-6 phút thì bắt đầu mới có khoảng 7 người xem, còn hôm nay mới được 1 phút thôi đang có 7-8 người xem rồi, chúng ta đã vào bài luôn mọi người nhé. Thế thì buổi trước chúng ta đã học được một nửa bài của bài Brazil rồi, không biết mọi người đã đánh tốt chưa? Không biết cô làm thủy tinh đánh tốt chưa? Chào anh Cao Minh Hiếu ạ. Không biết anh Cao Minh Hiếu đã đánh tốt chưa? Hay là thực ra thì có rất là nhiều người là học thì vẫn học đều như đấy, như tất cả mọi người em thấy học rất là học đều, buổi nào cũng xem live stream đấy, nhưng mà không biết là đánh tốt chưa cơ đấy. Tại vì sẽ có những người là xem live stream đều nhưng mà gọi là xem kiến thức để đó thôi, bài thì gọi là có tập, nhưng mà tập tất cả các bài thì trước giờ đều gọi là tập ở mức độ gọi là được khoảng 50% thôi, có nghĩa là đánh xong bài rồi nhưng mà đánh rất là bấp đó. Thì em đang đặt ra câu hỏi là không biết mọi người đánh thật tốt bài và đang học siêu chưa, nhất là những học viên quen thuộc như cô nàng thủy tinh này, anh Cao Minh Hiếu này, còn như chị Hoàng Yến thì em nghĩ là chắc là chị đánh rất là tốt rồi, là một trong những học viên rất là chăm chỉ, bài nào mà cũng tập rất là chăm chỉ, và thứ 1-2 buổi sau là nhắn tin cho thầy giáo là bài mình tập xong rồi các thứ và yêu cầu bài khó hơn đó. Chào chị Tư Duyên Lê Hưu. Cái tên hơi khó đọc đấy ạ. Đấy, không, cái chị thử viết cái tên đầy đủ có dấu ở của chị ở trong trong comment này xem là cái tên của chị đầy đủ nó như thế nào. Chị em đang dịch là Từ Duyên Lê Hữu, không biết có đúng không ạ? Chị thử viết cái tên của chị vào nhá, Từ Duyên Lê Hữu. Ok, rồi bây giờ em sẽ đánh lại một nửa bài Brazil mà buổi trước chúng ta đã học được để cho mọi người nhớ lại giai điệu nhá, để mọi người nghe lại xem nào. Ở nhà mọi người tập đã đánh tốt chưa nhá, em đánh lại từ đầu này. Chúng ta học đến đấy rồi, còn hôm nay chúng ta sẽ học đoạn điệu khúc, là đoạn là gần như là đoạn hay nhất bài ạ, và là đoạn điệu khúc này. Rồi đấy là cả bài, thì hôm nay chúng ta học phần sau nhé em. Rồi thế là chúng ta cũng bắt đầu vào tiếp tục phần thứ hai của bài Proud of You, tự hào về bạn đấy. Ok, bữa trước chúng ta học được 3 trọng đầu rồi, 3 trọng đầu vừa em đánh cho mọi người phần 1 đấy ạ. Đấy thì như cái mẹ em đã nhắc mọi người là mọi người phải nhớ được những cái phần tay trái ấy. Phần tay trái thì bữa trước em nhắc mọi người còn phải nhớ chắc cái tay trái nó chỉ lặp đi lặp lại thôi, dòng 1 giống dòng 2 và giống dòng 3 luôn, và dòng 4 cũng giống cái gì, nó chỉ khác mỗi dòng cuối khác một tí tẹo thôi đó. Thì cái quan trọng nhất là mọi người phải nhớ được cái vòng hợp âm của cái phần tay trái mọi người nhá. Chính vì thế là mọi người đánh tốt tay phải rồi mọi người ghép tay trái vào rất là đơn giản đấy, với điều kiện mọi người phải thuộc, còn nếu mà mọi người chưa thuộc, mọi người vừa nhìn vào nhà vừa đánh thì sẽ bị vấp rất là nhiều đấy ạ. Đó, rồi bên chúng ta sang dòng cuối cùng, phần cuối cùng là dòng số 4 đây, bắt đầu chúng ta từ đoạn điệu khúc nhá. Đoạn điệu khúc là bắt đầu từ hai nốt này là cho thanh châu này, do si do do re mi re do si do 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 si son son do la. Đây em đánh như đây là một câu đi, em tách nhỏ tách cả cái câu này thành hai cái câu nhỏ nhá, cả đoạn này thành hai câu nhỏ, em cho bút thanh này, do si do do re mi re do si do 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 si son son do la. Đó, chúng ta dừng nốt la này nhá, đấy là câu 1. Bây giờ sang câu 2 này,
phải là la la son đồ đồ mi re re mi fa son do si đấy. Đó, đến đấy là hết cái câu 1 của phần 2 nhá. Bây giờ em sẽ vỗ phách cả cái câu 1 này luôn nhá, cả câu dài cho hết đến dòng 4 này nhá. Em sẽ vỗ phách này. Đọc lại cho mọi người nhớ. Em đọc nốt nhạc và vỗ phách ấy. Thứ nhất là cho mọi người nhớ nốt nhạc. Thứ hai là cho mọi người cảm nhận cái giai điệu chuẩn của nó nhá. Em sẽ đọc cả xướng âm luôn đấy. Khi mà mọi người ở nhà để mà mọi người tập đúng quy trình ấy thì mọi người đầu tiên mọi người đọc nốt nhạc. Đọc nốt nhạc xong mọi người vỗ phách và sau đó mọi người sẽ đọc xướng âm. Nếu mà xướng âm mọi người nghe tiếng Nga thì mọi người có thể kết hợp với đàn, mọi người bấm một hai nốt đầu để mọi người bắt tông cho đúng tông của bài hát và mọi người sẽ xướng âm theo, vừa đọc nốt và vừa xướng âm theo. Rồi dần dần ấy, cái tác dụng của nó chính là sẽ giúp cho mọi người cái cảm âm rất là tốt và dần dần mọi người khi mà tốt lên rồi thì một ngày nào đó mọi người nghe một bài hát bất kỳ mọi người có thể nghe và chúng ta có thể đánh nghe luôn được. Đấy, thay vì mò mất 1-2 tiếng hoặc là không thể mò ra được thì chúng ta chỉ mò mất khoảng 5-10 phút thôi là chúng ta mò ra được bài hát mà mình yêu thích rồi. Đó, và chúng ta chỉ cần học thêm một chút về hợp âm thì chúng ta có thể kết hợp hai tay đánh vào được. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại có phần giai điệu này nha, cho perfect này. Do si do do re mi re do si do 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 si son son do la 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 son do do mi re re mi fa son do si do. Đấy, chúng ta kết thúc ở nốt do ở dòng cuối cùng đấy nhá. Đó, còn phần tay trái thì vẫn là những hợp âm quen thuộc thôi, vẫn là do trưởng, son trưởng, la thứ, fa trưởng. La thứ lại về son trưởng lần này, fa trưởng này lại, đô trưởng, rê thứ và son trưởng. Đấy, cái này nếu em đọc như thế hơi loạn, nếu như mọi người không phản xạ nhanh thì mọi người sẽ bị loạn này. Nhưng mà nếu mà mọi người học quen từ mấy buổi trước rồi, mọi người quen cái phần tay trái và quen cái phần hợp âm này thì em đọc như thế mọi người sẽ hiểu rất là nhanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào ghép hai tay phần 2 là mọi người nhá. Chúng ta ghép hai tay câu 1 của phần 2 nhà đây. Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái phần tay phải đoạn điệu khúc đấy ạ. Bắt đầu từ nốt đô mọi người nhá. Đô si. Em sẽ đánh từ hai nốt cuối cùng của dòng số 3 nhé, nào bắt đầu từ nốt đô si ấy. Đấy, nào bây giờ chúng ta tập tay phải này, em sẽ quay hẳn rõ tay phải để cho anh nhé. Nốt đô là chúng ta đánh ngón 3 mọi người nhá. Đô si đô đô rê mi rê đô si đô 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 si son son đô la. Rồi đến đây cho anh nhá, em sẽ chỉ mọi người xuống ngón tay này, bắt đầu nốt đô ngón 3 này. Đó thì chúng ta xác định được nút ngón tay đầu tiên là chúng ta cứ đánh được một đoạn luôn này. Do si do do re mi re do si do 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 si son son. Thôi chỗ này nhá, chỗ này để mọi người sẽ nhất mọi người đánh son son là đúng không? Thì mọi người nhấc tay sang nút đồ vào một cũng được. Đấy, son son do la. Em đánh tiếp theo nhá này. La la son do do mi re re mi fa son do si do. Đấy, bây giờ chỗ này em sẽ đánh câu sau này. Mọi người đang ở đồ lá này nhá. Tiếp tục này. La la son đồ đồ mi re. Đây chúng ta là ngón 2 này, xong tiếp tục này. Re mi fa, xong rồi chúng ta đang ngập tay sang nó son 1. Đấy này. Re mi fa son. Đó, xong rồi tiếp tục lại đô ngón 3. Do si do. Ok, em sẽ đánh lại cả phần đấy nhá. Chào chị Trang Nguyễn ạ. Vâng, lớp học của chúng ta đang lên được khoảng 11 12 người rồi đấy ạ. Đang khá là ok. Đấy, chỉ tiêu của chúng ta chỉ cần 10 học viên sale là tốt lắm rồi. Đó, và vẫn là những học sinh rất là quan trọng của chúng ta thôi. Rồi, em sẽ đánh lại cái phần tay phải cho mọi người nhìn lại nhá. Em sẽ đánh lại nhanh hơn một chút và đúng giai điệu này. Chào cô Nguyễn Thị Hồng Hành ạ. Đấy, đấy là chúng ta vừa học tay phải ở đây nhá. Ở bên chúng ta sang tay trái thì vẫn là tay trái là những hợp âm mà chúng ta đã học quen thuộc rồi. Vẫn là đô trưởng này, son trưởng, la thứ, son trưởng, fa trưởng, fa trưởng. Xong là đến đô, rê, và son. Đấy, mọi người chỉ cần nhớ những nốt nhạc đầu tiên đấy này. Đô, son, la, fa, đô, rê. Đấy, nhá. Đô, son, la, son, fa, đô, rê. Rồi, bây giờ chúng ta cùng ghép hai tay vào đấy nhá. Điều đó, đô, si, đô trùng đồ, ba nốt này. Đô, rê. Đó, chúng ta dừng ở nốt la thôi đã nhá. Mọi người nhớ cái nốt la cuối cùng là chúng ta sẽ trùng nốt fa trưởng. Đó, bây giờ sẽ đánh chậm lại nha, và nhắc mọi người này. Đô, si, đô trùng, đô trưởng. Đô, rê, mi trùng, son trưởng. Đô trùng la thứ. Đô đô si là về trùng son trưởng. Si son son đô la. Đấy, như em vừa nhắc ấy. Nốt la này sẽ kia dừng ở và trùng ở fa trưởng. Đấy, được, chúng ta đang ở đô la rồi nha. Bây giờ chúng ta sang cái tiếp theo này. La la son đô đô
đấy nhá. Đồ lá này, và tiếp tục này. La la son trùng đuôi trưởng này. Đồ đồ mi re. Sau đó tiếp tục là re mi fa này, chúng ta trùng son trưởng nhá. Fa son do si. Đấy. Đến đây là ở câu sau rồi á. Chỗ này là câu sau rồi. Thì bây giờ sẽ đánh lại cả cái đoạn đấy nhá. Cái này ấy, em sẽ đánh và nhắc mọi người. Em sẽ đánh 3 lần. Lần 1 là em sẽ đánh cho mọi người xem cái giai điệu. Lần 2 em sẽ đánh và đánh thật là chậm cho mọi người xem. Và em nhắc mọi người nút nào trùng nút nào. Phần tay trái ví dụ như đô trùng nút đô trưởng. Em sẽ đọc rõ ra mọi người để mọi người nghe. Và đôi khi mọi người xem, mọi người chỉ nhìn cái video đấy nó rất là nhanh thì mọi người không thể theo kịp được. Nên em có thể vừa đánh và vừa nhắc mọi người để mọi người nhớ. Và lần cuối cùng là em sẽ đánh cái giai điệu chuẩn nó. Thì khi mà mọi người ở nhà tập ấy, mọi người có thể tua chậm lại hoặc là vừa tua chậm và kết hợp vừa nghe đó, em sẽ thì mọi người sẽ nhớ cho chắc hơn. Tại vì đôi khi mọi người nhìn những cái nốt nhạc ở trên đàn đó, nó khá là nhiều và khá là rối, đôi khi mọi người sẽ bị nhìn nhầm nốt nhạc. Đấy, chính vì thế là em sẽ nhắc mọi người như thế nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép lại đoạn đấy này. Nhầm, em sẽ đánh lại nhá. Đang đánh tự nhiên tin nhắn vợ nhắn tin đến giật cả mình là các bác ạ. Đang đánh thấy điện thoại có tin nhắn vợ nhắn tin. Đấy. Bảo là tối về em nói chuyện. Đấy, tự nhiên thấy hồi hộp quá không biết là có chuyện gì đây. chắc là hôm nay chúng ta học đến tầm khoảng 9-10 giờ tối luôn mọi người nhá. Chứ vợ bảo tối về em nói chuyện thì không biết là chuyện gì đây. Rồi, em sẽ đánh lại mọi người nhá. Bên chúng ta sang câu cuối cùng rồi này, chúng ta sang câu cuối cùng. Rồi, câu cuối cùng thì cái giai điệu của nó ấy, nó sẽ gần giống câu bên trên một chút. Đó, chúng ta đang ở mi re re mi fa son do si do. Tiếp tục này. Do re mi re do si do. Do do si son son do la. La la son son do si do. Đấy. Thực ra cái buổi học của chúng ta hôm nay ấy, để mà nói thì rất là ngắn tại vì có hai dòng bài chúng ta học rất là nhanh. Thì bây giờ chúng ta học dòng cuối cùng, và khi mà học xong bài này chúng ta sẽ ghép cả bài, và ghép cả bài xong rồi ấy thì chúng ta sẽ cùng lại trò chuyện với mọi người để chúng ta lựa chọn bài bài nhạc tiếp theo nhé. Đó, và bây giờ chúng ta học xong câu cuối cùng đó này. Đấy, bài học tiếp theo thì lúc đấy này rất là cần mọi người góp ý và mọi người cùng trao đổi với nhau để chúng ta đưa ra một bài nào mà thích hợp nhất, mà làm sao mà rất thầy. Thứ nhất là chúng ta phải đặt chỉ tiêu là mọi người đều thích bài đó, và thứ hai là chúng ta đặt chỉ tiêu đó chính là mọi người phù hợp với trình độ của mọi người đó. Rồi bây giờ chúng ta đã sang phần giai điệu cuối cùng này. Em sẽ đọc lại từ hai cái nốt đô này nhá. Do si do sao do si do do re mi re do si do. Em chào vô phách luôn nhá. Do si do do re mi re do si do 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 si son son do la 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 son son do si do. Đấy là cả bài. Thế mọi người có nhận ra được không ạ? Mọi người có nhận ra được đoạn đầu với đoạn đầu của câu 2 cũng vào đoạn đầu của câu cuối cùng này giống như xì nhau luôn. Nó chỉ khác một vài nốt cuối cùng thôi. Đấy. Câu chúng ta vừa học trước ấy là re mi fa son do si do. Còn là câu cuối cùng này à? La 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 son son do si do. Đấy, nó chỉ khác khoảng 2-3 nốt thôi. Thế là cách đánh vẫn như thế. Và đặc biệt ở cái dòng cuối cùng nó sẽ khác một chút, về có cái hợp âm tay trái sẽ khác đi một tí tẹo. Hợp âm tay trái là em sẽ đọc phần hợp âm tay trái cho mọi người nhá. Chứ không mọi người cứ quen cái phần hợp âm của 3 dòng trên, 4 dòng trên là mọi người dễ bị nhập đấy. Vẫn là đô trưởng thì đúng rồi, ok này. Son trưởng, la thứ, son trưởng vẫn giống như xì. 4 cái hợp âm này vẫn giống như xì bên trên mọi người nhá. Còn nhưng mà đến cái hợp âm thứ 5 ấy là chúng ta lại về pha trưởng, ok vẫn giống. Pha trưởng vẫn giống. Còn sang hợp âm thứ 6 là son trưởng là bắt đầu khác rồi nhá. Son trưởng, nếu mà ở bên trên thì là về đô trưởng cơ. Còn ở bên dưới là về son trưởng. Và kết thúc hợp âm cuối cùng là chính là hợp âm chủ, đó là hợp âm đô trưởng. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng ghép hai tay phần cuối này mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sang câu cuối cùng nha. Em sẽ đánh ra phần tay phải này. Đô si đô. Vẫn là đồ lá nha mọi người, nhớ cái đoạn mà đồ lá nhắc mọi người vừa nãy không, thì đánh như đây giống với xì nhá. Còn câu cuối cùng này la la son son do si do. Đấy, cái đoạn cuối cùng ấy mọi người đánh à, la la son son do si do
ngón tay trong đây thì mọi người có thể đặt làm sao mà hợp lý với mình cũng được. Ví dụ như mình đang ở là la ngón 5 này, tiếp tục này, la la son son, đang ở son 4 này, thì mọi người có thể nhấc tay lên nốt đô ngón 5 được, đô si đô là xong. Ok, đấy là phần tay phải. Hoặc là nhiều người quen ngón tay là đang ở đồ lá rồi, la la son son, xong nhấc tay sang đô ngón 3 được, đô si đô. Đấy, những cái đoạn này khá là đơn giản thôi, thành ra là chúng ta đặt ngón tay đó thoải mái một chút cũng được. Đấy, chúng ta chỉ cần những cái phần nào mà ngón tay nó quan trọng ấy, và chúng ta ép buộc phải đặt ngón tay đúng số ngón tay ấy, thì lúc đó em sẽ nhắc sau. Còn những cái đoạn mà ngón tay nó đơn giản và mọi người có thể đặt như nào cũng được. Đấy, cái đoạn cuối ấy, đó. Rồi bây giờ đấy là phần tay phải, bây giờ sang phần tay trái này. Phần tay trái sẽ khác một tí tẹo ở cái hợp âm cuối cùng, em sẽ nhắc mọi người luôn này. Vẫn là đô trưởng này, son trưởng này, la thứ này, son trưởng này, pha trưởng này. Nha, pha trưởng nha, và mọi người lại lên son trưởng tiếp. Và về đô trưởng. Rồi bên chúng ta ghép hai tay nhá. Do si do. Đó, thế là hết cả bài. Thế là bài này chúng ta chỉ học một đoạn thôi ạ, một đoạn nửa bài thôi. Còn đúng giai điệu của bài là còn đoạn dạo và đoạn kết cơ khá là dài đấy. Nhưng mà nếu mà học thế thì nó dài quá và rất là khó cho mọi người. Thường thường một bài hát ấy, những đoạn mở đầu, những đoạn dạo đầu và đoạn dạo giữa là hai đoạn khá là khó đấy ạ. Đấy, nên là thường thường hiện tại với cái trình độ chúng ta ấy, chúng ta chỉ học những bài hát mà có đoạn dạo đầu và dạo giữa thôi ạ. Đó, thì bây giờ tiếp tục em sẽ đánh và em nhắc mọi người luôn nha. Bắt đầu đô si và đô vẫn trong đô trưởng này. Đô re mi, mi trong son trưởng mọi người nhá. Đô trùng la thứ, đô đô si trùng son trưởng, si son son đô la trùng pha trưởng. Đấy, thì câu này giống cái gì câu trước rồi, em đã nhắc mọi người rồi nhá. La trùng pha trưởng này, câu cuối cùng này, la la so trùng son trưởng luôn, son son đô si đô. Đó, đây là hết bài rồi. Em sẽ ghép câu 3 và câu 4 vào cho mọi người nghe giai điệu nhá. Chúng ta đã hoàn thành hết cái bài Brav Chill rồi, em quay giọng ra dành.